Sự ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Trở lại phần tin tức chi tiết, các nhà lập pháp Chile phê duyệt quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Quốc hội Chile đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tức là CPTPP, vào hôm thứ Ba sau 4 năm tranh luận về mặt luật pháp. 27 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu cho nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới tham gia thỏa thuận thương mại 11 nước, trong khi 11 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống và một thượng nghị sĩ thì lại bỏ phiếu trắng. Chính phủ đã nói rằng CPTPP không nằm trong chương trình của họ và nó sẽ không thúc đẩy hoặc cản trở việc thông qua. Thỏa thuận thương mại đã trở thành một nguồn tranh luận chính trị và những người phản đối CPTPP đã tụ tập bên ngoài tòa nhà Thượng viện vào hôm thứ Ba để phản đối thỏa thuận này. Tính từ hôm thứ Ba thì thỏa thuận có thể được Tổng thống Gabriel Boric ban hành, nhưng nó sẽ bị trì hoãn vì Tổng thống đã gửi ra một loạt thỏa thuận bên lề tới 10 quốc gia thành viên có thể kéo dài tiến trình này. Phát ngôn viên của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về quan hệ kinh tế quốc tế nói với các Reuters rằng các thỏa thuận bên lề nhằm sửa đổi các yếu tố của chương đề cập đến cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước, một chủ đề bị chỉ trích và tranh luận quốc tế. Văn phòng báo chí của Tổng thống cho biết là đường lối của chính phủ là tiến tới với các thỏa thuận bên lề. CPTPP bao gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam. Hoa Kỳ đã chính thức rút lui vào năm 2017 dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Du khách và người dân địa phương kỷ niệm 20 năm trong vụ đánh bom tại Bali. Vào ngày thứ Tư, khách du lịch và người dân địa phương đã kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ đánh bom, một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất trên thế giới. Một số người đứng lặng lẽ tại đài tưởng niệm được dựng lên trong khu vực, trong khi những người khác chụp hình và đọc tên nạn nhân được ghi trên đài tưởng niệm. Một du khách người Australia, Leon Armstrong, đã nói với Reuters, "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải đến để tưởng nhớ những người thiệt mạng. Chỉ đến uống rượu ở quán bar và thật đáng buồn, nhiều người trong số họ không quay được về nhà. Vì vậy, điều quan trọng phải đến và tưởng nhớ họ vào ngày hôm nay." Tổng cộng 202 người, bao gồm 88 người Australia, 38 người Indonesia thiệt mạng khi quả bom xe phát nổ bên ngoài Sari Club ở khu vực bãi biển Kuta của Bali và từ một vụ nổ gần như đồng thời khác ở quán Paradise Bar bên kia đường. Ukraine nói 30% hạ tầng năng lượng trúng tên lửa Nga. Bộ trưởng Halouchenko cho biết là trong đợt tập kích của Nga hôm 10 tháng 10, 30% hạ tầng năng lượng của Ukraine đã trúng tên lửa. Bộ trưởng Năng lượng Herman Halouchenko ngày 11 tháng 10 đã mô tả đợt tập kích hôm trước là lần đầu tiên từ khi chiến sự bắt đầu, Nga đã nhắm mục tiêu quyết liệt vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Halouchenko nhận định một trong các lý do là nước này đã xuất khẩu điện giúp các quốc gia châu Âu tiết kiệm chi phí mua khí đốt và than của Nga, đồng thời khẳng định Ukraine đang cố gắng kết nối lại nhanh chóng từ các nguồn khác. Sau đợt tập kích thì tên lửa ngày 10 tháng 10, chính phủ Ukraine đã kêu gọi dân chúng cả nước hạn chế sử dụng điện. Khi được hỏi là liệu Ukraine có nhận điện từ châu Âu hay không, Bộ trưởng Halouchenko nói đó là một trong những lựa chọn đang được cân nhắc. Bộ trưởng Halouchenko khẳng định là hệ thống năng lượng của Ukraine vẫn đang ổn định, song kêu gọi các đối tác cung cấp hệ thống phòng không thực sự có thể giúp chúng tôi bảo vệ hạ tầng của mình. Ông Halouchenko cũng cáo buộc Nga là không tuân thủ luật pháp quốc tế và không quan tâm tới bất cứ thỏa thuận hay công ước quốc tế nào. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Việt Nam thúc đẩy an ninh trật tự trong khu vực. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Christian Brink đã có những cuộc gặp với giới chức cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm Đông Nam Á. Ông Christian Brink ngày 12 tháng 10 cho biết trên Twitter, ông đang gặp Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thảo luận về cách thức để tăng cường ban giao song phương, củng cố tầm nhìn chung về an ninh thế giới dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một ngày trước đó, cũng là ông Christian Brink đã cho biết trên Twitter, ông có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, tiếp tục động lực tích cực trong việc thúc đẩy ưu tiên và lợi ích đối với an ninh khu vực. Giới chức ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự ban giao trong tương lai vì lợi ích cả hai. Theo báo giới, trong cuộc gặp với ông Christian Brink, Thứ trưởng Chiến đã nói Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn thúc đẩy ban giao với Hoa Kỳ với cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, thể chế chính trị vì lợi ích hòa bình, ổn định hợp tác phát triển ở khu vực lẫn trên toàn thế giới. Các cửa hàng bán lẻ iPhone 14 ở Việt Nam có thể đối mặt với mức phạt là 2 tỷ đồng. Các cửa hàng bán lẻ điện thoại iPhone 14 ở Việt Nam có thể trả mức phạt lên tới 2 tỷ đồng, tương đương với khoảng 83.559 đô la. Nếu họ để các điện thoại mới được kích hoạt trước ngày 14 tháng 10, là ngày mà iPhone 14 chính thức ra mắt tại Việt Nam.
VN Express phỏng vấn một số nhà bán lẻ điện thoại di động ở Việt Nam và được họ cho biết là họ phải ký đảm bảo với nhà phân phối chính thức của Apple ở Việt Nam để không bán điện thoại iPhone 14 trước ngày 14 tháng 10, nếu không thì sẽ phải chịu phạt. Mức phạt sẽ tùy vào thỏa thuận giữa nhà bán lẻ và đại lý phân phối. Việc vi phạm quy định có thể khiến cho các nhà bán lẻ phải chịu thêm hình phạt là sẽ bị giảm lượng đơn đặt hàng iPhone từ nhà phân phối trong tương lai, và đây là điều họ lo sợ hơn mức tiền phạt. Một nhà bán lẻ khác cho VN Express biết là họ phải đặt cọc đến 1 tỷ đồng cho một nhà phân phối để có thể bán iPhone 14. Tại nhiều nước thì iPhone 14 đã được chính thức ra mắt vào ngày 16 tháng 9 với mức giá cao nhất có thể lên đến là khoảng 1.500 đô la cho một chiếc. Nhiều người Việt Nam đã bắt đầu xếp hàng mua iPhone 14 từ ngày 15 tháng 9 ở Singapore và Thái Lan. Các hình ảnh trên mạng Internet cho thấy là hàng dài người Việt đã xếp hàng mua iPhone 14 tại các cửa hàng ở Singapore và Thái Lan từ ngày 15 tháng 9. Theo như ghi nhận của báo chí trong nước thì từ ngày 7 tháng 10, các đại lý bán lẻ iPhone của Apple tại Việt Nam đã chính thức nhận đặt cọc cho iPhone 14, và chỉ trong một ngày thì đã có hơn 200.000 lượt đặt tại các đại lý ủy quyền của Apple. Qatar tổ chức World Cup trẻ em đường phố trước FIFA năm 2022. Phiên bản thứ tư của giải World Cup trẻ em đường phố khởi tranh tại Doha với sự tham gia của trẻ em đến từ 25 nước. Theo ban tổ chức thì những đội banh từ khắp nơi trên thế giới đại diện cho một số trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới tham gia giải đấu này. John Roy là đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Street Child United của Anh cho biết: "Đá banh gắn kết chúng ta và tất cả những người trẻ này chơi cho đất nước của họ ở nơi sẽ thi đấu giải World Cup. Mọi người ở quê nhà lắng nghe, đứng về phía họ và giúp thay đổi mọi thứ." Theo truyền thống được tổ chức tại các nước chủ nhà của giải FIFA World Cup, những giải đấu trước đây được tổ chức tại Nga năm 2018, Brazil 2014 và Nam Phi vào 2010. Phiên bản năm nay được tổ chức tại Education City của Qatar Foundation. Giải có 15 đội nam, 13 đội nữ, với 10 trong số các đội được đại diện là trẻ em tị nạn hoặc di tản. Giải đấu do tổ chức từ thiện Street Child United của Anh phối hợp với quỹ Qatar tại Doha tổ chức, diễn ra từ ngày 8 cho tới ngày 15 tháng 10. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi tối ngày hôm nay do sứ ngôn viên Tuyết Nha và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, BNT Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT Insurance có 3 trụ sở chính tại Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Hiện tại, BNT Insurance đang có những chương trình quỹ về hưu rất đặc sắc, có bonus lên tới 35%. Quý vị bỏ tiền vô quỹ về hưu của mình 100.000, quý vị sẽ được 35.000 bonus. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết, hãy gọi ngay cho BNT Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới IBC Home Shopping đã đồng bảo trợ chương trình hôm nay. Mọi chi tiết về những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, xin mời quý vị liên lạc ngay tới IBC Home Shopping với số điện thoại 714-892-5717. Quý vị cũng có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Sứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một buổi tối vô lượng an lạc.